Phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói gì về thông tin chi 20 tỷ đồng chữa trị chân ở Mỹ? Tình hình sức khỏe của Đàm Vĩnh Hưng được đông đảo khán giả quan tâm. Vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh phải khâu nhiều mũi trên bàn chân phải vì bị ngã khi đang hát trong một show ở Mỹ. Cụ thể, trong lúc hát anh bước lên một chiếc bồn nước có nhiều người nhảy xung quanh. Sau đó, anh định đứng lên mâm phun nước nhưng trượt ngã và chiếc mâm đó rơi xuống, đè lên bàn chân anh. Chi phí điều trị chấn thương Đàm Vĩnh Hưng khá đắt. Nam ca sĩ cho biết vết thương khá sâu, phải nhập viện để phẫu thuật. Anh phải khâu nhiều mũi ở bàn chân và ảnh hưởng đến việc đi lại. Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được sự quan tâm, những lời động viên thăm hỏi từ bạn bè và người thân. Về thông tin, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải chi 20 tỷ đồng để chữa trị chân ở Mỹ đang lan truyền trên mạng xã hội, phía nam ca sĩ cho biết trên báo Dân Trí, đây chỉ là thông tin được dân mạng phỏng đoán. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có nói chi phí điều trị ở Mỹ khá đắt, chứ anh ấy cũng không chia sẻ con số cụ thể. Trắc Kiên: đây là sự cố không ai mong muốn nên cũng không tiện chia sẻ nhiều. Trên mạng xã hội, một số người dựa theo kinh nghiệm của bản thân để phỏng đoán chi phí nếu phải điều trị vết thương tại Mỹ. Đàm Vĩnh Hưng đang trong thời gian nghỉ ngơi điều trị chấn thương. Phía nam ca sĩ cũng cho hay cần thời gian khoảng một tháng hoặc hơn mới bình phục và đi lại bình thường, dẫn đến việc hủy hai live show mang tên Ngày Em Thắp Sao Trời dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm 2024 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều lịch trình khác. Anh cho biết những ai đã mua vé, không thể sắp xếp được thời gian xem live show theo lịch mới, muốn hoàn tiền, sẽ được ekip ca sĩ giải quyết. Hiện nam ca sĩ cố gắng nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ và thăm khám theo chỉ định của bác sĩ. Anh được chẩn đoán phải mất hơn một tháng mới có thể đi lại bình thường và tập nhảy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.